lớp nay mình sẽ học bài căn nhà dị dạng. Rồi, bài này chúng ta chơi được rumba cũng được, bài tabo thì 80 ha. Tông thì bài này chúng ta sẽ rê thứ. Rồi mình hướng dẫn các bạn trên rê thứ luôn, chúng ta không trình trên bóp gì cả. Hôm nay sẽ đọc thông rê thứ ha. Rồi. Hàm âm thì các bạn cũng biết rồi ha. Rê thứ nè, bên tay trái ha, và chú ý bấm ha. À, fa la rê. Rồi rê thứ. Ha, ngón nè ha, các bạn nhìn màn hình. Ok. Rồi, son thứ là son si dáng rê. Đây, màn hình ha. Úp trở cái. Rồi. Rồi, la 7 son la đô thăng mi. Ok, những hàm âm ha. Rồi. Son ngón nè, các bạn cứ nhìn ha. À. Rồi đô trưởng là son đô mi. À. Không thôi các bạn bấm mi son đô gì cũng được. Rồi đô trưởng. Rồi. Fa trưởng là fa la đô. Ngón ha. Rồi, si dáng trưởng fa si dáng rê, nhìn bằng phím ha. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần intro luôn. Những tiếng thì các bạn nhận tiếng nào dành cho nhạc sến là được rồi ha. Tranh sáo, bầu, string guitar, càng, rát thế đó. Ok, rồi, bây giờ chúng ta đi vào phần intro nè. Đầu tiên là các bạn dùng tiếng sáo ha. Rồi, bây giờ các bạn nhìn trên màn hình và chúng ta sẽ xem nốt ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng tiếng sáo, đây các bạn đang là la đô rê. Bỏ rê thứ cho đó, la đô đô la. Rồi xong. Đô fa son, bỏ son thứ chỗ này. Fa la son fa rê, bỏ rê thứ chỗ này. Không được nữa mình sẽ đi nhanh ha, tại vì trên màn hình nó có rồi. Tiếp tục các bạn đổi qua tiếng tranh. La đô rê, bỏ si dáng trưởng chỗ này. La đô đô son, son thứ chỗ này. Son fa son la la, la bảy chỗ này. Fa la đô rê, bỏ rê thứ. Rồi sau đó các bạn dùng tiếng rát thì chúng ta sẽ dần cái là la đô mi rê, dùng setup ha. Thì dậm thôi các bạn, rê cái nè, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần giai điệu của intro ha. Đầu tiên tiếng sáo ha. La đô rê. Intro ha. Rồi, các bạn có thể thêm nốt vô. Ví dụ như cái phần intro vậy đi, nó là nút sườn thôi. Các bạn có thể thêm nốt vô ha. Cái giai điệu nó mượt hơn nè. Đó, ví dụ vậy. Ok, bây giờ vô đoạn A luôn ha. Rồi. La đô rê. Bỏ rê thứ. Rê đô là la đô son la. Tiếp tục. Rê fa son, son thứ cho đó. Son fa fa son la. Bỏ la bảy. La mi son fa rê. Bỏ rê thứ. La đô. Ngay chỗ đô bỏ pha trưởng. Đô rê fa la đô la. Bỏ la thứ, rê thứ chỗ này. Rồi rê rê fa son, son thứ chỗ này. Son son fa son fa la. Rê thứ chỗ này. La. Rồi la mi. Bố đô trưởng chỗ này. Mi 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 son fa mi. Rồi mi mi fa son la. La bảy chỗ này. La son đô thăng mi rê. Rê thứ chỗ này. Ok. Đoạn B giống như đoạn A các bạn. Rồi chúng ta vào được khúc nữa thôi. Bài cũng khá đơn giản ha. Rồi. Rê fa la rê, bỏ si dáng trưởng chỗ này. Rê fa đô rê la, fa trưởng chỗ này. La la si son la si dáng son la. Rồi bỏ rê thứ chỗ này. La rê fa son, la rê fa son son thứ. Son son fa son la rê thứ. Rê fa rê mi, la bảy chỗ này.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ lặp lại như giống như hồi nãy thôi. Rê fa la rê rê rê, rê fa do rê la la si son la rê rê, la rê fa son si son son fa son la. Rồi bây giờ chúng ta đổi những cái nốt cuối là la la do thang ni rê. Chúng ta sẽ đổi bên này ha. Rồi vậy xong. Cái tới đoạn C nó giống như đoạn A rồi, rất là đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta đi về giai điệu của đoạn A và qua điệp khúc ha. Đoạn B thì chúng ta không làm tại vì nó lặp lại đoạn A rồi. Ok, các bạn nghe thấy ha. Phần màu quãng này quãng kia đoạn á, thì các bạn nếu trường hợp bạn đoạn dưới đây thì bạn đoạn dưới đây luôn, và trên đây thì lên luôn. Sở dĩ mình đang đoạn đây mình lên đây tại vì do cái tiếng đó, thí dụ mình đoạn dưới đây nó trầm quá. Có những tiếng các bạn thí dụ bạn dùng cái tiếng đó mà nó trầm quá thì chúng đời dùng hòa tám trên đây. Đôi khi mà đổi qua tiếng khác, tiếng nó cao quá thì bạn hạ về đây. Đó vậy ha. Làm sao nó cái giai điệu phù hợp thôi, đừng cho cái tiếng nó thé hoặc nó nghe nó đục quá không nghe rõ đó. Thì bạn chọn ngay cái quãng tám vị trí nào cho nó phù hợp. Ok. Rồi. Rồi về điểm hát sơ sơ ha. Em cũng không có gì mới cả. Sao chim trơn. Hello.
đơn giản thôi, làm đừng phức tạp quá, bán cái giai điệu nhẹ nhẹ thôi, đừng làm nhiều quá, người ta có hát lắm nha các bạn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bài căn nhà vậy bạn. Tại đây, cái phần gian tấu thì các bạn làm lại một là đàn lời đơn A đi, rồi xong cái kế tới người ta sẽ hát vào đoạn B, rồi tiếp theo cuối cùng luôn, rồi kết A thì nhỏ dần, quả thôi chúng ta sẽ dần một cái gì đó. Rồi xong, thế là căn nhà vậy bạn, chúng ta đã có một bài hát rất hay rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hướng dẫn và chúc sức khỏe mọi người, nhớ đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo của Trần Khánh nha các bạn. Có gì các bạn cứ gọi cho số điện thoại Trần Khánh qua số điện thoại 01 222 621 622. Rồi, chúc các bạn thành công và luôn đồng hành cùng với Trần Khánh. Cảm ơn các bạn.